Chào các bạn, trời tối các bạn ạ. Mình lại sửa tiếp cái phôi duối. Phôi duối này mình làm cho cái video. Phôi duối này chính là cái phôi, gọi phôi được, cây thành phẩm được. Cây làm hình đại diện trang YouTube và Facebook của mình. Vào ngày 20 tháng 7, mình xuất bản, 20 tháng 7 năm 2023, mình xuất bản cái video kỹ thuật làm bệ rễ duối ôm nhẹ kẹp đá. Vậy là sau hơn một năm, các bạn xem cái bệ đá nó như thế nào nhá. À, cái bệ duối như nào. Đây, hôm nay mình vẫn tiếp tục, mình làm tiếp. Mình lại tiếp tục mình xử lý. Đấy. Các bạn xem cái cây trong Facebook của mình, cũng như YouTube của mình hình nền. Các bạn nhìn thấy, cái phần trên là một cây đã xong. Nhưng phần dưới rễ rất là còi, rất là sơ xác, còi cọc, yếu, trông rất đẻo. Nhưng sau khi mình sử dụng kỹ thuật ghép rễ này, vít cành thân làm cành này, à vít ngọn làm cành này. Mình đây, rễ nhá, mình ghép đây, vít ngọn làm cành này. À vít cành làm ngọn đây. Đây nhá, đây cành ở đây, vít xuống. Một thời gian ôm hết thành rễ hết đây, đây. Các bạn nhìn cái bệ rễ nào. Nó hoành tráng không? Nó to, nó khủng không? Đấy. Đây cành này mọc lên vít hết xuống. Thì bây giờ mình ép nó ôm vào hòn đá. Đây nhá. Bằng cách là mình dùng dây rút, dùng dây nhôm, dây bốn cây ấy, mình buộc cho tất cả cái rễ và những cành. Mình vít, mình ôm chặt vào hòn đá đây, buộc lại. Đấy, các bạn nhìn này, bộ rễ này. Mình buộc lại, chặt chặt lại. Vừa dây rút, vừa dây nhôm buộc, buộc kín. Và tiếp tục vẫn để những cành mồi để nó mọc. Đấy. Nhiều đoạn nó cứng quá, phải ra sức buộc này. Buộc. Như các bạn nhìn bệ nó hay không? Kế hoạch cây này là mình làm trong dài hạn nhé. Bởi vì chơi cây thì cây bán 500.000, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, vài chục triệu. Rất là nhiều. Thậm chí cây đến tiền tỷ. Những cây đắt tiền đều là những cây có phong cách riêng của một cá nhân nào đó. Mang các cuộc trưng bày triển lãm là thu hút người ta rất nhiều. Vậy, những cây thu hút đó là những cây độc đáo. Vậy bây giờ mình làm cái này hoàn toàn nhân tạo. Anh em chơi bonsai theo kiểu là thiên nhiên. Các bạn làm thiên nhiên, không làm gì, tự nhiên. Tự nhiên thì chúng ta làm nhà lên trên rừng, chúng ta ở cho tự nhiên. Cây cối nó hòa hợp thiên nhiên. Mình đã làm cây cảnh là mình tác động rồi. Mình tác động sao cho nó phù hợp và được nhiều người chấp nhận. Vậy là phong trào ôm nhẹ kẹp đá những năm gần đây là anh em rất chơi bonsai rất là thích. Thì mình thì mình đây mình nhân tạo hoàn toàn. Thì trong video năm ngoái mình đã chia sẻ là mình lấy một hòn đá, mình đào, mình khoét một cái lỗ, mình nhét vào. Trong này có rễ, ngoài có rễ, và cho cái rễ này ôm nhẹ hòn đá này hoàn toàn. Kẹp chặt, ôm chặt hòn đá. Và kế hoạch mình tiếp tục mình nuôi. Phần thân trên thì là coi như đã xong, không tính toán nữa, chỉ nuôi bệ thôi. Bây giờ bệ này trông nó còn giả tạo, nó nhân tạo, trông nó hàng giả, hàng đẻo, hàng cái gì, cái kẻ nhỉ, pha kẻ phải không? Nhưng bây giờ mình nuôi một số năm sau. Bây giờ mình mai mình vẫn lấp đất mà nhá. Mai mình lấp đất để một số tiếp tục nó mọc, rễ nó ra. Mình vẫn lấp đất tới trên này để rễ ra. Nhưng độ sang năm hoặc một vài năm nữa rễ ra ổn định. Và cái bệ rễ này đã ôm chặt hòn đá này, bắt đầu mình cho phơi cả hòn đá này lên. Và mình tiếp tục nuôi những mầm ở đây, những thân cành ở đây, để cho cành này nó múp míp. Tức là nuôi cái bệ này tự nuôi bệ thôi, chứ cây ở trên không nuôi nữa. Cứ chỗ nào trông rễ thì mình lại viết cành buộc vào. Chỗ nào trống mình viết cành, viết rễ buộc vào. Làm sao cho nó nhẹ kín hết hòn đá này. Thậm chí sau này không nhìn thấy hòn đá. Và cả cái hòn đá này sau này là cái bệ. Đấy, là cái bệ, bệ rễ. Và sau này mình sẽ để chậu trên cái bệ này. Tức là bệ này sẽ bệ để trên chậu. Và chậu cũng chỉ hở so bệ này khoảng độ 5 phân đến 2 phân trở lại. Đấy. Thì coi như là một cây ôm đá, cây kỳ. Và sau này cũng không phát hiện ôm đá nữa, bởi vì nó kín hết hòn đá rồi. Đấy. Thôi thì làm cây. Phong cách là mỗi người một khác. Nhưng mình thì cây mình không có. Ít. Thì mình làm cây chủ yếu trong phong cách lối cổ. Tất nhiên cách tân. Tuy nhiên mình làm chẳng giống ai. Có đường nét riêng. Đấy. Thì cây này là cây mình làm cũng tầm 10 năm rồi. Là cái lứa đầu tiên. Nhưng vì kinh tế khó khăn. Từ năm 18 đến năm 23 mình bán gần như hết cây.
không còn cây. Tuy rằng mà kênh YouTube chia sẻ nhưng không còn cây rồi. Vườn thì sơ xác như vườn hoang. Tuy nhiên mình cố mình giữ được cây này để mình làm. Cho nên cây này mình rất thích, cho nên mình làm ở kênh YouTube này, trang là mình nền hình đại diện này, cũng trang Face. Cũng phải thích được năng lứa đầu tiên. Nếu như năm 19, 20 mà anh em trong câu lạc bộ mình cứ có anh bán 1 triệu thôi, anh em mua là mình không còn rồi, em cây khác. Con chị đã đi thì con gì nó lớn mà. Nhưng bây giờ thôi mình lại giữ lại. Thì bây giờ mình tiếp tục mình ghép rễ nhá. Ghép và tạo bệ rễ. Video mình sẽ cập nhật thường xuyên, ví dụ như là mỗi năm mình cập nhật một lần xem tình hình như thế nào. Phấn đấu sau 5 năm nữa làm sao tất cả chỗ này chúng ta không nhìn thấy hòn đá và không nhìn thấy những cái cảnh nữa, và tất cả nó thành một bệ rễ kít vào với nhau. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.